Nếu như quý vị đang tìm một món quà tặng để dành cho sếp này, bạn bè, người thân thì nhất định đây là món quà duy nhất độc bản của Bùi Gia dành tặng cho quý vị. Vâng, xin chào mừng quý vị tới với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và quý vị thân mến, trong xã hội phát triển ngày nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái món quà tặng để có thể dành tặng cho những người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Trong những cái số quà tặng đó chúng ta có thể kể đến đó là có nhà này, xe này, tiền này, vàng này. Và đặc biệt là ngày hôm nay, Tranh Gỗ Bùi Gia sẽ giới thiệu tới quý vị một trong những cái tác phẩm quà tặng mà nó mang được những cái giá trị về văn hóa, về tinh thần, đặc biệt là về những cái kỹ thuật đường nét để có thể chạm trổ, làm nên một cái tác phẩm rất là đẹp và mang nhiều cái hồn cốt của văn hóa Việt Nam như thế. Và xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một tác phẩm có tên Tranh Gỗ Công Hầu. Vậy tại sao chúng tôi lại lấy tên của tác phẩm là Công Hầu? Thì Công Hầu nó có ý nghĩa là gì? Và tại sao nó lại trở thành một cái món quà tặng để có thể tặng được cho bạn bè, đối tác và người thân? Và ngày xưa thì các quan làm các quan văn ở trong triều ấy, thì người ta sẽ lấy cái hình ảnh của con chim công để thêu lên trên ngực. Ở trên ngực đây, trong cái áo quan ngày xưa, người ta có một cái chi tiết người ta gọi là cái bổ tử, sẽ đeo ở trước ngực như này. Ở thì cái bổ tử đấy thì quan văn là sẽ có con chim công này, con hạc này, con phượng để thêu lên trên áo. Còn quan võ thì người ta sẽ thêu những cái hình, ví dụ là con beo, con hùm, con gấu, những cái con vật mà nó giúp mách để tượng trưng cho quan võ. Thế còn lại thì con chim công thì người ta còn được gọi đó là văn cầm, đó là tượng trưng cho những người quan văn. Cái âm của âm công thì nó tương đồng với lại chữ công ở trong cái thứ bậc trong xã hội ngày xưa. Quý vị hình dung ra là xã hội phong kiến ngày xưa, người ta tồn tại trong xã hội có 12 giai cấp. Và cái 12 giai cấp đấy thì được phổ biến và được nói chuyện qua những cái câu, ví dụ như là thân gái 12 bên nước, đúng không ạ? Trong nhờ thì trong nhờ đục chịu. Thế thì 12 bên nước đấy có nghĩa là 12 cái giai cấp đang tồn tại trong xã hội. Trong đó có thể kể đến ví dụ như là công, hầu, bá, tử, sĩ, nông, công, thương, ngư, tiểu, canh, mục. Ngày xưa là người ta tồn tại trong xã hội là 12 giai cấp đấy. Ai vào giai cấp nào thì là sẽ đứng ở trong giai cấp đó. Thế thì cái âm công thì nó phù hợp gần nghĩa, gần âm, gần nghĩa với lại cái chữ công ở trong cái thứ bậc đầu tiên, đó là chữ công là trong công hầu. Trong lịch sử thì có những cái vị quan được phong công, được phong hầu. Ví dụ như là ở Việt Nam ta có những cái vị đó là Trình Quốc Công Nguyễn Bình Khiêm, rồi Sái Quận Công Nguyễn Xí. Sái Quận Công Nguyễn Xí là người có công phò bốn đời vua Hậu Lê, và ông còn được mệnh danh là một thiên tài quân sự. Và Mai Quận Công Phùng Khắc Khoan, những cái tên đã quá quen thuộc với chúng ta. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã tận dụng cái âm, sự tương đồng của âm và nghĩa của con chim công để có thể truyền tải vào trong một cái bức tranh. Và đặc biệt là nó đứng cạnh khóm hoa mẫu đơn thì nó còn mang lại một cái sự may mắn, một cái sự trường tồn, một cái bước để có thể là đi lên cái vinh quang của người chơi. Vậy nên là khi quý vị tặng bức tranh công hầu cho người thân, bạn bè, cấp trên của mình thì với một cái ý nghĩa rằng chúc cho người đó sẽ có một cái con đường quan lộ rất là hiển vinh, rất là may mắn và rất là hanh thông. Công khỉ, tại sao bức tranh lại có tên là công hầu? Thì cái âm hầu nó phù hợp, nó gần âm, gần nghĩa với cái chữ hầu ở trong cái chữ công hầu. Và trong âm Hán Việt thì người ta gọi con khỉ là con hầu, đúng không ạ? Vậy nên chúng tôi đã tận dụng cái âm đó để tạo thành bức tranh là công hầu. Thế thì con khỉ ở đây nó đang ở những cái thế truyền cành, ở những cái thế vui chơi. Chúng tôi không bị gò bó ở trong một cái khuôn phép về lề lối gì cả, mà chúng tôi đang muốn biểu diễn nó, sáng tạo nó ở trên một cái tác phẩm nghệ thuật để cho nó có thể được thoải mái, tạo hình rất là sinh động, rất là mềm mại ở trên một cái tác phẩm nghệ thuật. Thì đó chính là cái bản chất, ý nghĩa sâu xa của bức tranh công hầu. Và đặc biệt bức tranh công hầu đã được chúng tôi đăng ký thành công bản quyền của tác giả. Và điều đó chứng tỏ một điều, đó là cái sức sáng tạo của Tranh Gỗ Bùi Gia kết hợp với lại nghệ thuật đục trạng để có thể cho ra được một tác phẩm. Và khi chúng ta tặng bạn bè, người thân, đối tác hay là sếp một cái tác phẩm như này, đi kèm với một cái bản
chứng nhận về bản quyền của tác giả, của sản phẩm, thì nó sẽ mang một cái âm hưởng, đó là một cái sự sáng tạo rất lớn, một cái sức sống rất là bền bỉ với thời gian qua đôi tay của người đục chạm tranh gỗ Bùi Gia. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi được giới thiệu với quý vị một trong tác phẩm mới nhất của tranh gỗ Bùi Gia trong năm 2021 này. Và đặc biệt là bức tranh nó lại mang được những cái âm hưởng lên màu sắc dân gian để có thể truyền tải cho quý vị, và nó sẽ trở thành một trong những cái món quà tặng chắc chắn không thể thiếu được cho những người yêu thích văn hóa, yêu thích những cái đường nét về đục chạm của tranh gỗ Bùi Gia. Và hãy luôn đồng hành cùng với tranh gỗ Bùi Gia quý vị nhé. Tranh gỗ Bùi Gia thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.